du khách bị nhốt trong lâu đài vì mải mê yêu đương. Cặp đôi du khách người Anh là Alex Con, 47 tuổi và Sarah Lynch, 29 tuổi, phải gọi cứu hộ tới giải cứu khi biết bị nhốt lại bên trong tòa lâu đài cổ kính vào ngày 22 tháng 4 vừa qua. Hai du khách cho biết, họ tới tham quan tòa lâu đài cổ Rickman, dốc Yorkshire, Anh, cùng đoàn khách du lịch, khi leo lên đỉnh tháp cao khoảng 30 mét. Khung cảnh xung quanh rất lãng mạn khiến cặp đôi quyết định yêu đương ngay bên cửa sổ theo cảm hứng từ bộ phim bom tấn. Game of Thrones. Khung cảnh khi ấy rất tuyệt diệu, ánh sáng mờ ảo khiến mọi thứ trở nên kỳ diệu. Chúng tôi bắt đầu hôn nhau ở đỉnh tháp, chị Sarah kể lại. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối bắt đầu phủ khắp lâu đài. Cả hai mới giật mình để ý thời gian và nhận ra cổng bên ngoài bị khóa trái. Họ cố gắng la hét với hy vọng có ai đó nghe thấy nhưng vô ích. Cuối cùng, cả hai buộc phải gọi điện xin cứu trợ. Một nhân viên của khu di tích đã tới mở cửa cho họ người đại diện của tòa lâu đài từ chối bình luận sự việc trên, còn cặp tình nhân cũng nhận được bài học nhớ đời. Tòa lâu đài Rickman nằm ở North Yorkshire, được xây dựng từ thế kỷ 11, mang vẻ đẹp cổ kính lãng mạn, hiện là di sản văn hóa đang được bảo tồn tại Anh, đây cũng là một trong những điểm đến được nhiều du khách ưa thích. Quốc viện Theo tiến sĩ,